Chào các bạn, bạn đang lắng nghe chuyên mục Về Nghe Lạc Kể, chuyên mục podcast của Trường Đạo Phan Lan, được phát sóng định kỳ vào mỗi tháng trên fanpage và YouTube Trường Đạo Phan Lan. Mình là Mỹ Như, rất vui khi được đồng hành cùng các bạn trong số thứ 7 của Về Nghe Lạc Kể. Về Nghe Lạc Kể là nơi để đại gia đình Văn Lan gửi gắm những tâm sự, chia sẻ về đời sống học đường hay đơn giản là những điều nhỏ bé trong cuộc sống và lưu lại những kỷ niệm trong hành trình đại học của mình. Chuyến tàu mang mã số 2022 sắp cập bến. Xin nhắc lại, chỉ ít phút nữa thôi, chuyến tàu thanh xuân của quý khách chỉ còn là ký ức. Chuyến hành trình thanh xuân của các bạn tân thạc sĩ, tân cử nhân, kỹ sư, kiến trúc sư tại Văn Lan đã khép lại, nhưng cũng mở ra một chương mới với những hoài bão, ước mơ lớn, thực hiện sứ mệnh mang lại tác động tích cực, truyền cảm hứng cho xã hội. Lễ tốt nghiệp là điểm kết của chuyến hành trình đại học, đánh dấu mở đầu một hành trình mới. Trong Về Nghe Lạc Kể số thứ 7 với chủ đề Tôi tốt nghiệp, tôi trưởng thành, Mỹ Như sẽ chia sẻ đến quý thính giả những câu chuyện về hành trình đại học đặc biệt của ba tân thủ khoa ngành tâm lý học, kiến trúc và kinh doanh thương mại. Mỗi câu chuyện là một hành trình đặc biệt của thanh xuân gắn liền với mái nhà Văn Lan. Qua số phát sóng lần này, Mỹ Như mong rằng các bạn sinh viên Văn Lan sẽ có thêm động lực để phấn đấu, tự tin hơn, trưởng thành hơn và dám thực hiện những ước mơ hoài bão của mình nha. Mở đầu chuyên mục Về Nghề Lạc Kể số 7, chúng ta sẽ cùng lắng nghe hành trình đại học đặc biệt của bạn Trương Nguyễn Hoàng Thông, thủ khoa khóa đầu tiên của ngành tâm lý học. Hoàng Thông cũng là một bệnh nhân của hội chứng OCD, rối loạn ám ảnh cưỡng chế. Cậu bạn đã quyết định lựa chọn Văn Lan, lựa chọn ngành tâm lý học với mong muốn tìm ra liệu pháp chữa lành cho chính mình. Những hình ảnh trong 4 năm qua tuôn chảy thành một dòng hồi ức miên man. Dòng chảy đó đưa tôi về lại những ngày đầu tiên bước chân đến trường đại học Văn Lan, cầm trên tay tập hồ sơ và một cơn mưa to trút xuống đúng lúc tôi vừa bước chân đến cổng trường. Mà tôi còn ghi nhớ rõ là vào 15:44. Vào thời điểm đó, mặc dù tôi đã nhận được nhiều thư xác nhận nhập học từ một số trường đại học, những cuộc gọi về nhà thông báo nộp hồ sơ đúng hạn, nếu không sẽ bị hủy kết quả trúng tuyển. Ngày ấy tôi bị vùi vào trong hàng loạt những suy nghĩ chồng chất lên nhau. Thậm chí có đôi lúc khi trời mưa to, tôi cứ đứng giữa cơn mưa để cho tất cả những hạt mưa nặng trĩu xối xả trút hết lên người. Đời sống của tôi đầy những cung đường đứt gãy đầu tiên và chính yếu là gia đình. Sau đó đứt gãy trong mối quan hệ bạn bè và đứt gãy với một số thầy cô. Những đứt gãy liên tục diễn ra và tôi có trách nhiệm lớn nhất đối với chính mình vì tôi đã tự bỏ lại bản thân đến mức tôi không còn là chính mình. Cho đến lúc tôi cầm tập hồ sơ trên tay, khi bước chân vào trường đại học Văn Lan, tôi cảm nhận được môi trường ở đây thân thiện và có nhiều sự tôn trọng, đề cao những phẩm chất riêng biệt của mỗi cá nhân. Lựa chọn ngành tâm lý học ở Văn Lan, tôi bước chân vào một môi trường mới mẻ, tích cực và nhiều điều bổ ích cuốn hút tôi vào sâu thêm. Tôi ước ao trở thành một nhà trị liệu tâm lý trẻ em. Tôi cũng là một đứa trẻ đang bị tổn thương sâu thẳm bên trong, muốn đưa đôi tay của mình để có thể giúp cho những đứa trẻ khác vượt qua thương tổn. Dù tôi biết hai tay mình không thể nào ôm trọn thế giới, nhưng tôi được đốt lên niềm tin rằng tôi có thể chữa lành nhiều nhất những tâm hồn trẻ thơ trong khả năng của bản thân. Và bây giờ, tôi đóng lại những trang sách cuối cùng trong 4 năm hành trình tại trường đại học Văn Lan, những trang sách đẹp đẽ, vẹn tròn và có phần vinh quang để tôi cảm thấy phần nào tự hào. Sau suốt những năm tháng đồng hành cùng Văn Lan, tôi không chỉ được giáo dục, đào tạo trở thành một chuyên viên tâm lý, mà tôi còn được khai mở để phát triển toàn diện những phẩm chất tốt đẹp, hoàn thiện nhân cách. Người càng giỏi càng phải có trách nhiệm và càng phải biết đi đúng hướng. Tôi sẽ luôn say sưa tiếp tục học tập và học xa hơn nữa để có thể thực sự trở thành một nhà trị liệu tâm lý. Và cũng chính lúc này đây, những trang sách mới đang dần được mở ra.
Khép lại nhé những tháng ngày yêu dấu, bước chân đi cho ngày tháng mai sau, vững đôi chân trên đường dài đi mãi, mở ra thêm một trang sách tương lai. Về nghe là kể, cảm ơn chia sẻ của Hoàng Thông về hành trình đại học đặc biệt của mình. Mong rằng bạn sẽ luôn mạnh mẽ, nhiệt huyết, viết tiếp những trang sách đáng tự hào cho hành trình tương lai nhé. Tiếp nối chuyên mục Về nghe là kể lần này là chia sẻ của bạn Trần Đoàn Minh Tâm, tân thủ khoa ngành kiến trúc, về hành trình nỗ lực đáng tự hào trong suốt 5 năm tại mái nhà Văn Lang. 10 năm trước, tôi là một cô bé luôn tò mò và say mê với nghệ thuật. Chính điều này đã thôi thúc tôi quyết định lựa chọn và bền bỉ theo đuổi ngành kiến trúc suốt 5 năm qua. Những ngày học đầu tiên, tôi luôn đắn đo suy nghĩ liệu rằng đây có phải là lựa chọn chính xác. Nhưng sau 5 năm học tập, được đón nhận những kiến thức quý báu từ thầy cô, tình yêu thương của bạn bè, tôi có thể tự hào khẳng định lựa chọn Văn Lang hoàn toàn là một quyết định đúng đắn. Văn Lang mang đến cho tôi kiến thức, cơ hội, thử thách, trải nghiệm và thức tỉnh để định nghĩa chính mình. Những ngày học đầu tiên tại Văn Lang, tôi không khỏi lạ lẫm. Từ phong cách sinh hoạt phải chủ động, độc lập và tự giác đến những môn học cơ sở khó nhằn. Nhưng dần dần, khi bắt đầu những môn chuyên ngành, tìm hiểu sâu về kiến trúc với các nguyên lý thiết kế, cấu tạo và những đồ án, tôi dần cảm nhận rõ hơn niềm yêu thích và đam mê của mình dành cho lĩnh vực này. Có lẽ khoảng thời gian đáng nhớ nhất của tất cả sinh viên kiến trúc chính là thời gian thực hiện đồ án tốt nghiệp. Do dịch Covid-19 kéo dài, toàn bộ quá trình thực hiện đồ án của khóa 23 chúng tôi diễn ra trong thấp thỏm. Không biết thầy cô, bạn bè có thể đến lớp sửa bài trực tiếp không? Không biết ngày mai, ngày mốt, lệnh cách ly có được cởi bỏ? Nhưng đáng mừng thay, dẫu còn nhiều khó khăn, thầy và trò nhà kiến chúng tôi chưa bao giờ từ bỏ. Vẫn cố gắng hết mình sửa bài trực tiếp hoặc online không sót buổi nào. Dù bản thân thầy cũng rất mệt vì nhiễm Covid-19. Ngày đồ án được in ra, được trình bày trước hội đồng và đón nhận lời chúc mừng từ hội đồng, tôi cảm thấy tự hào biết bao. Tự hào vì nỗ lực của bản thân đã được đền đáp xứng đáng. Tự hào vì có những người thầy, người bạn luôn hết mình giúp đỡ. Tự hào vì tinh thần gia đình kiến đã chiến thắng mọi khó khăn. Tôi mong rằng có thể ở mãi tuổi 19-20 để viết thêm thật nhiều trang kỷ niệm, những tháng ngày học tập trên lớp, làm đồ án cùng bạn bè và hồi hộp chờ đợi từng con điểm từ thầy cô. Những ngày xuyên đêm cùng đồng đội chạy deadline hay chuẩn bị cho kỳ thi căng thẳng. Nhưng quyển sách dẫu dày đến mấy cũng phải đến hồi kết. Đối với tôi, danh hiệu thủ khoa chính là kết thúc đẹp của hành trình nỗ lực suốt 5 năm qua. Đồng thời đó cũng sẽ là động lực, là bước đệm giúp tôi mở ra chương mới một cách tự hào và trách nhiệm hơn. 5 năm tại Văn Lang cho tôi niềm vui, nỗi buồn, sự thành công và cũng nhiều thiếu sót. Bước vào môi trường mới, cuộc sống mới, đầy những biến cố không thể lường trước. Nhưng tôi tin rằng, với hành trang kiến thức và trải nghiệm đã tích lũy tại Văn Lang, tôi có thể tự tin bước đi đến chân trời bản thân luôn khao khát. Mỹ Như xin cảm ơn những chia sẻ của Minh Tâm. Với thành tích thủ khoa đáng tự hào của mình, hy vọng Minh Tâm sẽ luôn nhiệt huyết, gặt hái nhiều thành công hơn nữa trong vai trò kiến trúc sư nha. Nối tiếp chuyên mục, chúng mình sẽ lắng nghe những chia sẻ từ bạn Phan Nguyễn Hương Giang, thủ khoa của các thủ khoa tốt nghiệp năm 2022. Hương Giang tốt nghiệp ngành thương mại với xếp loại xuất sắc và cũng là sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc duy nhất trong số 4.125 tân cử nhân kiến trúc sư, kỹ sư tốt nghiệp năm 2022. Trở về Việt Nam sau gần 2 năm du học tại Đức, tôi chông chênh và hoài nghi về chính mình. Khoảng thời gian du học, tôi có cơ hội tìm hiểu và học hỏi nhiều điều mới lạ về văn hóa, con người và nền giáo dục đất nước bạn. Nhưng suốt chặng đường đó, tôi vẫn chưa tìm được chính mình, vẫn loay hoay để biết mình muốn gì và cần gì. Thế rồi, tôi quyết định về nhà ở tuổi 22, lứa tuổi mà các bạn sinh viên đã khoác lên mình chiếc áo tân cử nhân. 22 tuổi, tôi lựa chọn khép lại một chương cũ, bắt đầu một hành trình mới đầy thử thách. Áp lực đồng trang lứa, áp lực về thời gian, áp lực về sự thành công đã khiến cho tôi hoài nghi về chính mình.
Mình không còn nhiều thời gian và mình không được phép phạm sai lầm là những điều mà tôi luôn tự nhắc nhở bản thân mỗi ngày. Vượt qua những khó khăn ban đầu, tôi nhận ra điều mình cần là một môi trường năng động, thân thiện và nhiều yêu thương. Đến với Văn Lang là một sự tình cờ, và sau 4 năm học tại trường thì tôi biết ơn vì sự lựa chọn ngày đó của mình. Xuất phát điểm của tôi có lẽ có phần khác biệt hơn so với những bạn sinh viên cùng khóa, làm cho tôi ban đầu khó mở lòng và hòa nhập với các bạn. Nhưng rồi tôi nhận ra chính sự khác biệt đó là động lực khiến mình phải nỗ lực hơn mỗi ngày. Sau kỳ học đầu tiên, tôi đã tìm được những người bạn mới cùng học, cùng chơi. Dù có khác biệt về quan điểm, tính cách và tuổi tác, nhưng sau tất cả, tôi có cơ hội nhìn nhận lại chính mình để thay đổi và trở nên tốt hơn. Chặng đường 4 năm vừa qua, có niềm vui, có nỗi buồn và có cả những lần rơi nước mắt vì áp lực, vì thấy bản thân mình chưa xứng đáng. Nhưng đến cuối cùng, Văn Lang đã mang lại nhiều điều mà nếu như ở một sự lựa chọn khác của tôi đã không có được. Cảm ơn bản thân tôi ngày đó đã dũng cảm bắt đầu lại một chương mới của cuộc sống, đã lựa chọn trường Đại học Văn Lang để viết tiếp những điều đầu tiên thật đẹp. Cảm ơn Văn Lang đã mang lại những kỷ niệm thật đẹp, một hành trình khác biệt nhưng cũng đặc biệt nhất trong cuộc đời tôi. Những chia sẻ của bạn Hương Giang cũng đã kết thúc số phát sóng thứ 7 của Về Nghề Là Kể. Và mình là Mỹ Như, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở số phát sóng tiếp theo.